Em nói anh nợ người ta nhiều quá, em sẽ không đành lòng đâu. Em lại nói anh buông tay ra đi, không thì em sẽ không đành lòng đâu. Chúng mình vẫn còn là bạn đấy chứ. Anh cười vì biết hỏi ngu. Em đang cười giống như anh, nhưng vẫn nói mãi mãi cũng như vậy mà anh. Sinh viên thì làm sao còn đi làm học sinh trung học được cơ chứ. Những người mà đã yêu nhau thì làm sao còn là bạn được nữa. Nếu sau này anh hẹn em đi uống nước thì em có nhận lời không? Em cười còn phải xem khi ấy có anh chàng nào khác hẹn không. Anh muốn em cứ cầm chiếc chìa khóa, nhưng em đã đặt vào tay anh. Những chuyện này nên rõ ràng tốt hơn, đừng tùy tiện đưa cho người khác. Anh mong em luôn là người giữ nó, giữ chiếc chìa khóa nhà anh. Trong lòng anh em lúc nào cũng đẹp lắm, còn anh rồi có xấu đi không? Sinh viên thì làm sao còn đi làm học sinh trung học được cơ chứ. Những người mà đã yêu nhau thì làm sao còn là bạn được nữa. Thế gian này còn có nhiều việc lắm, đâu phải chỉ mỗi tình yêu. Em làm ơn đừng dùng từ chuyên môn để nói chuyện với anh được không? Thế gian này người thì đông như kiến, đâu phải chỉ mỗi mình em. Em làm ơn đừng dùng từ chuyên môn để nói chuyện với anh được không? Làm ơn đừng dùng từ chuyên môn được không? Nói chuyện với anh được không?
quên những người khác, nhưng em vẫn không hề quên anh. Anh cười quả nhiên thật là khó, nhớ những gì không có melody.